Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về một cái clip là 6 bước siêu âm thai cơ bản. Cũng nói trước là đây là chỉ là cái siêu âm thai cơ bản, giống như kiểu là siêu âm cho bảo hiểm y tế. Tức là đây sử dụng máy siêu âm đơn thuần, đen trắng, không cần phải 4D, 5D gì ở trong cái sử dụng máy này, cho nên là rất là đơn giản. Thì đây là một cái 6 bước được ISOC là tổ chức về sản khoa đã đồng ý. Như vậy là siêu âm giúp cho chúng ta biết được ngày dự sinh, cân nặng, những dị tật hoặc những tình trạng bệnh tật của trẻ, của thai và của mẹ. Cái phim này chỉ giới thiệu những cái cách để siêu âm đơn giản thôi, như lúc nãy tôi có nói. 6 bước, tuy nhiên ở đằng trước có một bước tức là chuẩn bị vào siêu âm và bước cuối cùng là bước tư vấn sau khi siêu âm xong. Tính ra là 8 bước chứ không phải 6 bước. 6 bước ở đây là chỉ tiến hành siêu âm. Đây là bước đầu tiên, đó là chuẩn bị cho siêu âm, tức là phải nhập phần hành chính. Sau đó nhân viên y tế sẽ phải tư vấn để hỏi những sản phụ tất cả những cái điều cần thiết và được sự đồng ý của họ mới tiến hành siêu âm. Khi tiến hành siêu âm, sản phụ nằm ở phía bên tay phải và chúng ta sử dụng ghế làm thế nào để cho cảm thấy thoải mái, điều chỉnh màn hình cho nhìn cho rõ ràng. Sản phụ được che chắn để tránh bẩn của bởi gel siêu âm. Và chúng ta phủ gel vào phía trên xương mu ở thành bụng như vậy. Chúng ta bắt đầu tiến hành siêu âm, chọn đầu dò. Và như họ nói là tùy thuộc vào BMI, tức bà mẹ béo hay gầy, mà chúng ta chọn đầu dò có độ xuyên nhất định. Cái cách giữ đầu dò như vậy, ai chúng ta cũng biết rồi. Đặt đầu dò ngang phía ngay phía trên xương mu. Và chúng ta kiểm tra cái hướng đầu dò bằng cái cách có thể ấn ngón tay ở phía bên phải. Khi chúng ta xoay đầu dò cho cái marker lên phía trên thì chúng ta thấy là cái đáy tử cung nằm ở phía trên. Đây là cách họ hướng dẫn để kiểm tra đầu dò thôi. Cái này chỉ để cho thầy kiểm tra khi mới bắt đầu siêu âm, và thầy kiểm tra xong và cầm chưa kịp chỉnh thầy đã cho ra ngoài rồi. Chú ý là đầu dò đặt ra thẳng góc với lại mặt giường. Đây là các động tác mà chúng ta sẽ sử dụng trong khi tiến hành siêu âm. Cái này cơ bản. The probe can only be moved in four ways: by sliding, rotating, dipping, or angling. Bây giờ là 6 step up pro, tức là cách tiếp cận 6 bước. Bước 1 đó là phân biệt tư thế thai. Đặt đầu dò ở ngay phía trên xương mu. Nghiêng đầu dò như vậy, gọi là angle. Và cái ở cái thai này thì là ngôi đầu. Thứ hai là phân biệt tim thai để biết thai có còn sống hay không. Chúng ta trượt đầu dò lên phía trên, lướn đầu dò lên phía trên, phía rốn. Và nếu mà thấy tim thai thì chứng tỏ là thai đang còn sống. Và nếu trường hợp không thấy thì chúng ta có thể trượt qua hai bên như trong màn hình để kiểm tra tim thai và cho bà mẹ thấy. Ở họ là không có tivi. Bước 3 là phân biệt số lượng thai trong tử cung. Chúng ta hướng về cái bên bên phải góc như vậy và sau đó quét 3 đường. Đường bên phải, đường giữa và đường bên trái để kiểm tra số lượng thai. Chúng ta có thể biết được là có 1 hoặc 2 hoặc thậm chí 3 trẻ. Sau đó chúng ta xoay đầu dò theo chiều dọc và cũng để kiểm tra tiếp là chúng ta sẽ quét 3 đường ngang, đường ở trên, đường ở giữa và đường ở dưới để kiểm tra rõ ràng.
và giữ đầu dò vuông góc với mặt giường. Ở đây hình ảnh cho thấy một thai, và ở đây là hai thai, twin. Bước 4 là phân biệt vị trí của nhau thai. Chúng ta đặt ở góc bên phải phía trên và sau đó sẽ slide xuống, trượt xuống ba đường, đường bên phải, đường giữa và đường bên trái. Chúng ta sẽ phân biệt được vị trí của bánh nhau. Đây là vị trí nhau bám mặt trước. Đây là nhau bám mặt sau. Và đây là nhau bám thấp, che tay cổ tử cung, chúng ta có thể thấy. Chúng ta có thể dùng những cái chuyển động nhỏ ở phần đầu dưới để kiểm tra cái vùng cổ tử cung, để định vị cổ tử cung. Và đây chúng ta có thể thấy là nhau bám thấp, ở sát ngay lỗ trong cổ tử cung. Bước 5 là ước tính lượng nước ối. Bình thường chúng ta chia ổ bụng là theo AFI là 4 vùng như thế này. Chúng ta vẫn tiếp tục giữ đầu dò theo cho mặt dọc như thế này. Chúng ta sẽ quét từng cái 1/4 và lưu lại những cái hình ở cái xoang ối. Yêu cầu là cái xoang ối đó lớn và không có cái phần thai hoặc dây rốn nằm ở trong, và chúng ta đo những cái phần lớn nhất đó để chúng ta sẽ được chỉ số AFI. The amniotic fluid index, or AFI, is the sum of these four measurements. Và ở đây chúng ta cũng có xoang ối lớn nhất luôn. Đây, DVP, xoang ối lớn nhất. Cẩn thận tránh những cái xào ảnh để đo nhầm. Bước thứ 6, bước cuối cùng là đo các chỉ số sinh trắc của thai. Tức là đo các chỉ số BPD, AC vọc bụng và xương đùi, và hoặc là thêm HC. Và họ cũng khuyến cáo là mỗi lần đo một chỉ số nên đo 3 lần để chúng ta đo được chính xác nhất và thấy là consistent, tức là giữa các lần đo nó ít sai số. Như vậy chứng tỏ chúng ta đo chính xác. Nếu các lần đo mà quá sai số quá nhiều, tỏ là cái cách thức đo của chúng ta chưa chính xác lắm. Ở đây họ giới thiệu chi tiết về cách đo, đặt đầu dò như nào. Chúng ta đặt đầu dò kiểm tra tư thế của trẻ và chúng ta kiểm tra tư thế đầu và để chúng ta đo BPD. Xoay đầu dò ngang lại, thường là như vậy nếu mà nằm ngôi đầu. Chúng ta có thể điều chỉnh đầu dò để có cái hình ảnh đúng để đo, gồm có angle, slide, rotate and then dip the probe to obtain the correct. Xoang trong suốt nằm ở 1/3 giữa, đường giữa, cân đối, đâm rối mạch mạc và sừng sau. Và tùy theo cái địa phương chúng ta đo theo outer inter hoặc là outer outer. Ở Việt Nam chúng ta thể đo là outer inter. Như thế đọc ở trong tụi anh ở cái phần G-score còn tính outer outer. Đây là cách đo thôi. Đây là đăng bài cách đo thôi. Place the calipers on the outer edge of both the upper and lower parietal bones. To obtain an outer to inner BPD measurement, place the lower caliper on the inner border of the lower parietal bone. Next, measure the head circumference by placing the ellipse caliper on the outer edge of the skull. Sau đó chúng ta xoay một chút đầu dò thì chúng ta sẽ thấy được cái tiểu não và chúng ta đo cái đường kính ngang tiểu não. Trong một số trường hợp chỉ cần quan sát, nhưng mà nếu mà cẩn thận chúng ta có thể đo. Tôi cũng hay đo cái đường kính ngang tiểu não khi mà một số bà mẹ quên cái ngày dự sinh lúc 11 tuần. Thì có thể cái này cũng là một cái để reference cho cái ngày dự sinh. Sau đó chúng ta sẽ đẩn cái đầu dò lên phía trên thì chúng ta có thể thấy tim. Chúng ta có thể duy trì tư thế đầu dò và điều chỉnh đầu dò dịch xuống một chút thì chúng ta thấy lấy được mặt cắt để đo vòng bụng AC.
và chúng ta đạt được cái mặt cắt chuẩn đo AC chính xác. This will allow you to maintain a transverse orientation of the fetus. Có dạ dày bên trái, xoang tĩnh mạch không phạm vào thận, những cái vấn đề liên quan như vậy. Place the ellipse caliper on the outer edge of the abdomen to measure the AC. Ta tiếp tục duy trì cái đầu dò như vậy và trượt xuống dưới để chúng ta sẽ đo chiều dài xương đùi FL. Và khi định vị xương đùi, một cái rất là quan trọng, chúng ta không được để cái xương đùi quá xiên mà phải tương đối nằm ngang so với màn hình và phóng to đến khoảng 1/3 màn hình. Mình chúng đo chiều dài tối đa lấy theo chiều dọc của xương đùi và tránh lấy vào cái sào ảnh ở đầu xương đùi. Don't include spur artifacts on the ends of the diaphysis and be sure to measure along the long axis of the bone. The scanning procedure is now complete. Như vậy là cái quy trình siêu âm làm về kỹ thuật đã xong. Chúng ta bước tiếp là chăm sóc thai phụ sau khi siêu âm, tắt máy, điều chỉnh đưa đầu dò về vị trí. Và sau đó chúng ta sẽ lau cho bà mẹ. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem báo cáo, bật cái report lên để xem báo cáo và giải thích tất cả những cái vấn đề liên quan cho bà mẹ, giải đáp những câu hỏi, những vấn đề thắc mắc và hẹn bà mẹ có thể ra về, say bye bye bác sĩ và đến gặp trong lần hẹn tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trình này đã được iSoft thống nhất bộ phận liên quan đến iSoft. Chào các bạn. So you can clear her information from the screen by ending the examination and prepare for the next.